Trong đêm tối, ở một căn phòng đầy bánh răng như tháp đồng hồ, Kazama đang bỏ chạy thục mạng, trên một giọng nói ghê rợn vang lên. Chào mừng các bạn đã đến với lớp bảo trợ tranh. Như đã hứa, hôm nay tôi sẽ kể cho các cậu nghe về movie mới nhất của Shin Cậu Bé Bút Chì. À mà mọi người đã xem hết chưa nhỉ? Nếu chưa thì tạm thời tắt video đi. Tôi đã để sẵn link xem Full HD không che trong phần mô tả và bình luận rồi đấy. Lớp bảo trợ tranh đã kết hợp với Shin 102 Văn Sắp để mang tới các bạn bài về sắp chất lượng nhất và video này. Rất mong sẽ được cả lớp nhiệt tình ủng hộ nha. Movie 29, bí ẩn bao trùm, những đóa hoa của Học viện Tên Ca Sư, bắt đầu. Sáng thứ hai, Shin đang tìm quần chip Action Kamen mới mua. Sắp đi học đến nơi rồi mà còn đứng đây làm gì hả ông nội? Shin vận cơ não, vặn cơ mông. Mẹ thấy nó ngầu lòi quá nên mặc thử rồi làm rách chứ gì. Bên này, bố Hiroshi đang soạn đồ đạc giúp Shin. Trên tay là sổ hướng dẫn của Học viện Tên Ca Sư. Đây là một ngôi trường rất ưu tú đấy. Liệu anh Shin có trở thành người ưu tú không bé Hima nhỉ? Họ tài giỏi lắm, tiền lương xối xả, cuộc sống vô cùng thoải mái luôn. Thật ra, Shin chỉ đăng ký đi trải nghiệm ở đây một tuần thôi à. Mẹ chuẩn bị nhiều đồ quá trời, làm cu cậu muốn gãy cả lưng. Xe của Học viện Tên Ca Sư đã đến. Một AI, trí tuệ nhân tạo, tên là Otomoon bước ra chào hỏi. Đội phòng bên đã lên xe hết rồi. Shin định chạy tới, thì mẹ giữ lại, ôm chặt vào lòng. Chiếc xe lăn bánh rời đi, khiến trái tim mẹ quặn thắt. Nói thêm về Tên Ca Sư, đây là một ngôi trường có công nghệ tiên tiến bậc nhất. Chuyến đi này do Kazama đăng ký giúp cả nhóm đấy. Shin mải mê ngắm cô giáo xinh đẹp, Masao ngồi buồn bã vì nhớ nhà. Mạnh mẽ lên nào, tuổi trẻ chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Đúng vậy, chúng ta phải thật tận hưởng quãng thời gian này mới được. Học viện Tên Ca Sư nằm trên một ngọn núi biệt lập. Cánh cửa vừa mở ra, một chị gái bước tới chào các bạn. Đây là Azuki Chishio, trưởng hội học viên. Các bạn được mặc đồng phục trường và đến gặp thầy hiệu trưởng Fukuhagi Mukubi. Hiệu trưởng phát cho mỗi bạn một huy hiệu ưu tú. Khi nhập học, mỗi học viên sẽ nhận được 1.000 điểm. Tên Ca Sư có một hệ thống đánh giá năng lực được quản lý bởi AI Otomoon. Otomoon sẽ đánh giá điểm ưu tú của học viên thông qua các hoạt động giáo dục, thể thao, năng khiếu, hạnh kiểm. Ở đây có trang thiết bị hàng đầu, phòng thể dục vô cùng rộng, phòng tin học với các siêu máy tính, phòng gym, spa, nhà ăn và cả thư viện. Thời này công nghệ phát triển nên thư viện chẳng mấy ai lui tới. Vì hành động vô lễ, điểm của Shin đã bị trừ. Vi phạm nội quy hoặc cư xử không đúng, điểm ưu tú sẽ bị giảm ngay. Vì thế mà môi trường nơi đây rất yên bình. Tiếp theo, hiệu trưởng dẫn các bạn đến lớp thiên tài, nơi có những học sinh giỏi nhất trường. Điểm số của họ ít nhất là 20 triệu điểm. Đây là Ageha, bạn của chị Chishio. Còn đây là Sasuga, học viên ưu tú số 1 với hơn 100 triệu điểm. Ừ thì chỉ cần đạt điểm tuyệt đối tất cả các môn, luôn đi học sớm, chăm chỉ lao động công ích. Tuy được hiệu trưởng khen ngợi, nhưng Sasuga có vẻ chưa hài lòng lắm. Bỗng mi giả của Ageha rơi xuống, làm chị phải trang điểm lại. Trang điểm là vi phạm nội quy, trừ điểm nhé. Ageha chả quan tâm vì chị có đến 90 triệu điểm lận, đứng số 2 toàn trường. Bỗng chị nhìn thấy bức ảnh, chị Chichio vô địch giải marathon thế giới. Chị đã từng là vận động viên điền kinh, nhưng bị thương nên không chạy được nữa. Vì thế mà Chichio không được ở lớp thiên tài, phải xuống lớp cá biệt, toàn những học sinh âm điểm. Điểm của chị Chichio là âm 12.000. Kazama mạnh dạn hỏi thầy hiệu trưởng, nếu tích được nhiều điểm ưu tú, em có thể chính thức nhập học Tên Ca Sư đúng không ạ? Đúng vậy, sẽ có học bổng luôn, nên hãy cố gắng hết mình nhé. Bông Bô chú ý đến tháp đồng hồ phía xa, nó đã bị bỏ hoang lâu rồi, tuyệt đối không được đến gần, kẻo ma cà rồng sẽ xuất hiện. Nhưng nó không hút máu, mà hút mông. Tiếng chuông vang lên, giờ học đã bắt đầu. Giáo viên chủ nhiệm của lớp mình là cô Wakino Sumiko. Dám tán cô giáo hả? Trừ điểm. Tuy có cô giáo, nhưng tất cả các tiết học đều do Otomoon giảng dạy. Đầu tiên là tiết tiếng Anh. Quả táo đọc là gì nhỉ? Mời ngài Maso. Ngài Kazama. Hi, that is an apple that looks so delicious. Cho xin trả lời với. Hai ông cợt nhả quá nên bị trừ điểm cùng lúc luôn. Kazama có vẻ đang rất chăm chỉ kiếm điểm đây. Giờ nghỉ trưa đã tới, cơm ngon đấy. Ủa sao mà Kazama xịn thế? Khẩu phần ăn của mỗi người được đánh giá theo điểm mà. Kazama đã đạt được 2.085 điểm rồi này. Cơm mà chưa là gì đâu, nhìn lớp thiên tài kìa, như nhà hàng 5 sao luôn. Ô, thế cơm của Shin với Maso ở đâu? Chishio quên mất, điểm thấp thì phải ăn ở chỗ khác. Món bánh mì yakisoba chen lớn này coi bộ khó sơi à nha. Đừng lo, Shin đã có cách.
Bỗng hai tên đầu gối đi đến, nộp bánh mì ra đây. Cả đám bỏ chạy, chân chị Chichio bị thương nên không thoát được. Đưa bánh mì ra đây. Arigato yo. Yakisoba ga ne yo. Hey, yukuse tte itte kara. Bỗng một tên đầu sắt xuất hiện, hắn là đại ca đời thứ 33 của học viện tên ca sư, Hanko Kikiritaro. Ỷ mạnh hiếp yếu, bắt nạt trẻ con hả? Người thấy mùa đánh nhau, Otsumun bay đến định trừ điểm thì bị đại ca Hanko đấm một phát, âm gần 90 triệu điểm luôn. Khi buổi học kết thúc, các bạn tại biệt cô giáo rồi ra về. Maso bị những bức tượng xung quanh dọa cho phát khiếp. Ui, tượng gì mà như thật ấy nhỉ? Bỗng nó đứng dậy, dí theo đội phòng vệ. Bô sắp bị nó ăn thì một chị gái bay vào kịp thời. Đây là chị Roro, hội trưởng hội sinh vật. Vì yêu thích thế giới tự nhiên, không thích loài người nên Roro sống trong khu rừng này. Tại siêu thị, mẹ đi mua đồ mà cứ quên miệng gọi tên Shin. Ô, mẹ Kazama này. Chuyện là Kazama muốn xét tuyển tiểu học và trường tên ca sư. Lên tiểu học rồi, mỗi đứa ở một nơi nhỉ. Có lẽ chỉ còn thời gian này là được bên cạnh nhau thôi. Đêm đó ở ký túc xá, các bạn vui vẻ chơi trò ném gối. Quẩy lên các bạn ê. Thứ ba, Kazama vẫn chăm chỉ, còn Shin vẫn quậy nhiệt tình. Nhìn cậu ta ăn mà phát thèm luôn. Trong tiết học, đội phòng vệ đã làm một bức tượng Action Kamen vô cùng đẹp. Kazama còn sáng tạo thêm dòng chữ Action Kamen ở dưới luôn này. Xịn chưa? Trừ điểm Kazama, viết sai rồi. Kamen chứ không phải là Itamen. Khổ thân ghê. Chiều xuống, hai nữ sinh đang thì thầm về chuyện một học sinh tên là Masuo bị biến thành đứa trẻ ngốc bởi một con ma nào đó. Vẫn chưa đến giờ ăn tối, Kazama rủ các bạn về phòng ôn bài. Ui, có nhảy múa kìa. Ra xem đi các bạn ơi. Kazama đang buồn thì Otsumun xuất hiện. Muốn trở thành học viên ưu tú thì không có đường tắt, nhưng có một con đường bí mật để dễ dàng đạt được điểm cao. Nếu cậu muốn, hãy tới tìm tôi và đừng nói cho bất cứ ai nhé. Thứ tư, trong tiết thể dục, đang chạy mệt thì Shin thấy cái máy cắt cỏ tự động. Thấy nguy hiểm, Kazama chạy đến kéo bạn xuống, vô tình làm hỏng cái máy, nó mất kiểm soát. Sau hành vi phá hoại của công, làm loạn trường và cản trở tiết học, Kazama bị trừ chỉ còn 8 điểm. Giờ ăn trưa phải gặp bánh mì vụn. Ui, vừa ăn bánh mì vừa ngắm cua, là bánh mì sẽ có vị cua nha. Tối đó, Kazama không thể tập trung học bài được, trong khi các bạn cứ chơi đùa. Shin thì chán ngấy rồi, muốn về coi Action Kamen lắm luôn. Hế, cái gì đây? Thấy Shin ngồi ăn chocobi, Kazama gằn giọng. Ở đây cấm mang đồ ăn vặt cơ mà. Mẹ tớ sẽ không bao giờ phá vỡ nội quy. Mẹ của chị là người vô dụng. Nói vậy thôi, chứ đêm đó Kazama chẳng thể ngủ được. Cậu đến gặp Otsumun để hỏi về cách trở thành học sinh ưu tú nhanh nhất. Không thấy Kazama đâu, nên nên gọi Shin và các bạn dậy. Kazama đang bị con ma cà rồng tóm lấy. Cậu đã bay bản nạ và phát hiện danh tính của hắn. Tiếng chuông ở tháp đồng hồ vang lên, đội phòng vệ chạy vào rừng, trèo qua hàng rào, đột nhập vào tòa tháp. Kazama cố gắng viết gì đó xuống sàn, chạy đến chỗ bạn thì thấy mông của Kazama có lỗ. Sang thứ năm, Kazama nằm bất động trên giường. Ui may quá, vẫn còn sống. Nhưng sao cậu ta lại tương tự thế này? Cậu ấy còn nhớ tụi mình không nhỉ? Không, Kazama bình thường gọi là Shinosuke cơ mà. Không lẽ là do con ma cầm mông đó? Hiệu trưởng không tin mấy lời đồn đại vớ vẩn đó. Chichio khẳng định đã nhìn thấy nó trong cánh rừng vào ban đêm. Trước Kazama, Sukizuki ở lớp kế bên cũng đã bị biến thành như vậy. Hiệu trưởng không cho báo cảnh sát vì sợ tổn hại danh tiếng của trường. Tên nhóc này cứ để vậy đi, chẳng sao đâu. Đội phòng vệ không đồng ý, nhất quyết đòi công bằng cho Kazama. Bỗng có mùi thối thoang thoảng đâu đây. Shin vẫn cầu não, vặn cầu mông. Người đánh dập chính là quả giấm này có mùi của ly trà mà thầy hiệu trưởng đã cầm trên tay. Vừa nãy thầy còn nhóm một bên, để xì hơi cho dễ nữa chứ. Khâm phục khả năng suy luận của Shin, Chichio xin thầy hiệu trưởng cho thành lập câu lạc bộ thám tử. Xế, bọn ót con này thì làm được cái gì chứ? Xì hơi không dám nhận thì không có quyền lên tiếng nha. Thôi được rồi, câu lạc bộ thám tử Kasakabe chính thức thành lập. Căn phòng này sẽ là địa bàn hoạt động của chúng ta. Có mùi trinh thám phết đấy nhỉ? Nên nên chống cằm, không uổng công mình cải phim. Cuối cùng cũng đến lúc thể hiện rồi. Chúng ta phải lấy lại công bằng cho Kazama các bạn ơi. Tội phạm thường quay lại hiện trường nên chúng ta sẽ khám xét nơi này đầu tiên. Đây là nơi Kazama nằm xuống trong tình trạng quần áo ướt đẫm. Hôm qua lại không mưa, có thể là cậu ta thể dầm cũng nên. Shin nằm xuống ướm thử thì thấy một ký hiệu trên sàn.
Kazama đã dùng chút sức lực cuối cùng để viết thông điệp trước khi chết cho bọn mình đấy. Nhìn con số đó, Kazama nhớ về tên ma cà mông rồi hoảng sợ bỏ chạy. 33 có nghĩa là gì nhỉ? Là tên đại ca đời thứ 33, cái hàm răng lởm chởm kia lại hợp lý quá. Nếu thâm nhập vào băng đảng, ta sẽ tìm được bằng chứng kết tội hắn. Được đấy, tất cả nhân vật Masuo nhá. Chắc không sao đâu, Masuo trông vậy thôi, chứ đầu gấu phết đấy. Tiếp theo là hội trưởng hội sinh vật. Nếu viết bằng chữ Hiragana, Baba có thể đọc là Roro. Roro lại lùng, nói rằng đêm qua chỉ ở đây với mấy con bét. Đội thám tử đến lớp dành riêng cho các học viên bị ngáo như Kazama. Họ đều bị cắn ở mông. Tổng kết lại, dựa vào số 33 mà Kazama để lại, chị Roro là nghi phạm đầu tiên. Có thể con thằn lằn kia đã cắn cậu ấy. Bù phản đối, Roro không thể là thủ phạm được. Nghi phạm tiếp theo là bang chủ đời thứ 33. Đáng ngờ thì còn một tên nữa. China, em có ý kiến gì không? Chim vận cờ não, vận cờ mông. Việc gì khó, đã có người đứng nhất lo. Sasuga vẫn chưa suy luận được gì, nên hẹn mọi người ngày mai quay lại. Muộn rồi, các bạn tạm biệt chị Chichio rồi ra về. Bỗng tiếng chuông từ tháp đồng hồ lại vang lên. Chạy đến nơi thì thấy anh Sasuga nằm bất động ở đó. Bô ngày qua khe thì thấy chị Roro đang lén chuồn khỏi đây. Sang thứ 6, người đứng nhất trường với hơn 100 triệu điểm đã biến thành một kẻ ngốc, ngồi nặn tự action command với đám bạn. Rất có thể anh ta biết ý nghĩa của số 33 nên mới bị ma cà mông tấn công. Đến giờ ăn trưa, điểm của Sasuga vẫn đủ cao để được ăn cua hoàng đế. Bên cạnh là học viên số 2, chị Ageha. Bên này Shin đi bộ bằng mông chứ không có chạy nên nó thương mương chẳng trừ điểm được. Úi giời, anh Maso thành trai hư không phải diễn thôi. Xui cho Shin quá, bánh mì yakisoba đã bị đại ca mua hết rồi. Thôi đành gặp bánh mì vụn vậy. Maso trông chết đấy, đã tìm được bằng chứng kết tội tên bang chủ kia chưa? Thực ra đại ca rất tốt, kia là đám học sinh cá biệt cấp tiểu học. Đại ca thường mua bánh rồi chia cho tụi nó. Đại ca kể rằng học viện này vốn rất yên bình và vui vẻ, cho đến khi lão hiệu trưởng tạo ra hệ thống điểm ưu tú. Kẻ giỏi thì được sung sướng, còn kẻ dốt thì bị khinh thường. Bên này Bô bán theo Roro thì bị phát hiện. Biết Bô nhìn thấy mình ở tháp đồng hồ, Roro tức giận dọa cậu không được ép xếp với bất cứ ai. Vì nghi ngờ Ageha nên bán đuôi vào phòng vệ sinh. Ageha cũng biết về vụ ma cà mông rồi. Được thể Ageha chia ba Chichio đang từ lớp thiên tài bị đẩy xuống lớp cá biệt. Là chị thì chị bỏ học lâu rồi. Có khi nào chị Chichio vì tức giận mà muốn biến tất cả mọi người thành ngáo ngơ không? Đúng là suy luận của bà cô nghiện phim mà. Chi nãy giờ cứ mày ngắm bức ảnh đoạt giải của chị Chichio. Tại tháp đồng hồ, tên ma cờ mông bắt đầu nhắm đến con mồi tiếp theo. Thứ 7, Chichio cầm lá đơn xin thôi học trên tay. Bố mẹ đã vất vả để cho chị vào tên ca sư, vậy mà chị lại tệ hại như này. Bỗng Otsumu bay đến, báo xin rằng cô chủ nhiệm cho gọi cậu. Đang đi thì xin chú ý đến hai bức tượng action command. Nhanh lên nào, cô Sumiko có chuyện riêng tư muốn nói với Chi đấy. Bên này, Bô bám theo Roro vào tháp đồng hồ thì bị phát giác. Đến nước này, ta không thể để người thoát được. Nhưng Bô đã nhầm, chị ấy chỉ nuôi lũ thằn lằn con ở đây thôi, vì sợ bị hiệu trưởng phát hiện. Vậy là hai đứa mình cùng một phe rồi nha. Tại thư viện, Otsumu yêu cầu Shin đọc hết quyển sách này rồi cô giáo sẽ tới. Nene thì đang đau đầu với vụ án. Chờ chút, trên bút chỉ của Kazama có chữ Yokan. Chuyện quá gì thế này? Tên ma cờ mông xuất hiện. Hắn dùng cỗ máy này để đọc bộ não của Shin. Shin quẫy mạnh, sợi dây va vào tường. Tường gì mà nhũn thế này? Ngay khi hắn nhấn nút thì Kazama giật cái núm khỏi mông của Shin rồi cắm vào mông của mình. Vì thất tình nên bu buồn quá. Nene hớt hải chạy đến. Chúng ta sai rồi, không phải là tháp đồng hồ đâu. Kazama nhảy loạn xạ, làm tấm màn rơi xuống. Hóa ra đây là thư viện. Tên ma cờ mông đã tìm ra phương pháp tạo nên bộ não siêu ưu tú. Đúng lúc ấy thì các bạn chạy đến. Tên ma cờ mông tóm lấy Kazama, chui vào nhà vệ sinh rồi phóng đi. Các bạn cũng bám theo. Hóa ra hắn dùng cách này để mang nạn nhân đến đây. Thảo nào Kazama lúc đầu ướt nhẹp, Shin chạy đến thì bị Kazama cản lại. Đó không còn là Kazama nữa rồi, mà là Kazama siêu ưu tú. Trộn ngu ngốc với ngu ngốc, một bộ não siêu việt sẽ xuất hiện. Cuối cùng, hắn cũng hoàn thành thiết bị biến bất cứ ai thành siêu ưu tú. Mấy phút nữa, tháp đồng hồ sẽ sụp đổ. Chạy thôi các bạn. Shin bị tóm, cậu vùng vẫy, cây gậy rơi vào tay của Kazama. Kazama tiến đến giao chiến với Shin. Làm bạn với kẻ ngu ngốc như ngươi thật lãng phí thời gian. Hãy trở thành siêu ưu tú đi, rồi chúng ta sẽ ngang hàng với nhau. Ma cờ mông tóm lấy Shin, Shin cắn vào mông làm hắn đau điếng. Ta phải làm rõ bộ mặt thật của ngươi. Tuy không cởi được mặt nạ, nhưng Shin đã tóm được một vật gì đó. Kazama và Ma cờ mông bỏ chạy. Roro hốt hoảng tìm các em thằn lằn. May quá, bố đã cứu chúng rồi. Các bạn đuổi theo thì gặp chị Chichio. Chichio định chạy, nhưng những lời chế nhau lại khiến chân chị chùn bước. Chị không thể chạy được, bởi vì khi chạy, khuôn mặt của chị sẽ kinh dị lắm. Từ nhỏ,
Chị Siêu rất thích chạy và đạt nhiều giải thưởng lớn, nhưng mọi người luôn chế nhạo gương mặt khi chạy của chị. Họ còn nói chị là mặt hề để ăn gian. Nhìn món đồ, chị vẫn cơn áo, mặt cơ mông. Đã tìm ra thủ phạm. Tại nhà Nohara, mẹ trầm cảm vì nhớ Shin lắm rồi. Thôi nào, còn một đêm nữa, đợi Shin về, cả nhà mình đi ăn thịt nướng nhá. Chủ nhật, tại hội trường, hiệu trưởng cấm tất cả học sinh lan truyền vụ sập tắt đồng hồ đếm qua ra ngoài. Câu lạc bộ thám tử Kasekabe đã tìm ra sự thật. Mà cả mông đang ở trong hội trường này. Thủ phạm là ngươi. Đầu tiên là tượng đất sét mà anh Sasuga đã nặn. Còn đây là tượng của các bạn. Chúng giống nhau như đúc. Sasuga không hề biết Action Kamen nên đã nặn theo mẫu. Nhưng của đội phòng vệ là Action Itamen vì Kazama vết sai. Con của Sasuga là Action Kamen. Do quá thông minh nên anh đã tự chỉnh lại cho chính xác. Thứ hai là cái này, Shin lấy từ người của Makamon. Nó có mùi vỏ cua. Người duy nhất được ăn cua ở học viện chỉ có Sasuga. Tiếp theo là thông điệp của Kazama, đây không phải là số 33. Hãy nhìn tấm ảnh này, nó là đôi mắt của Sasuga. Khi lột mặt nạ, Kazama đã nhìn thấy nó. Và cuối cùng là vết bầm môi mà tối qua Shin cắn vào mông của con ma. Tại sao? Tại sao cô phải làm như vậy? Là người đứng thứ nhất, cuộc sống của Sasuga lạc lõng vô cùng. Cho đến một ngày, Chichio đã chủ động bắt chuyện với anh. Chưa có ai nói chuyện một cách bình thường với Sasuga như vậy. Quãng thời gian đó thật hạnh phúc. Cho đến một ngày, Chichio bị chuyển xuống lớp cá biệt. Không muốn đánh mất Chichio, Sasuga đã trao đổi với Utsumun và biết về dự án siêu tú. Từ đó, Sasuga đã tạo ra cỗ máy và lên kế hoạch cho tên ma cầm mông xuất hiện, bắt các học viên khác làm vật thí nghiệm. Sasuga cầm cây gậy lao đến định cắm vào mông của Chichio. Hiệu trưởng không hề biết vụ này. Utsumun chiếu lên màn hình, ông ấy đã phàn nàn về chất lượng học sinh còn quá thấp, rồi ra lệnh cho Utsumun muốn làm gì thì làm, miễn là đạt kết quả tốt. Nhưng có chắc cái này sẽ tạo ra đầu sinh ưu tú không? Kazama kiêu ngạo, không muốn tham gia đội phòng vệ trẻ trâu nữa. Nếu trở thành học sinh ưu tú, mọi vấn đề của các bạn sẽ được giải quyết. Như Kazama đây, cậu ta đang đứng số 1 toàn trường. Kazama chấp nhận lời thách đấu. Nếu thắng, tôi sẽ biến cả trường thành học sinh ưu tú, bao gồm cả Shinosuke. Còn nếu tôi thắng, Kazama phải quay về đội phòng vệ Kasekabe nhé. Được rồi, 12 giờ trưa nay, chúng ta sẽ tổ chức một giải chạy. Shin tự tin lắm, Kazama cũng chỉ là đứa trẻ 5 tuổi như tụi mình thôi. Tại câu lạc bộ thám tử, các bạn rất hoảng. Làm sao để thắng con robot đó đây? Hay cứ để Kazama như vậy đi. Dù sao cậu ấy cũng luôn muốn được giỏi hơn mà. Bỗng cô Sumiko bước vào. Kazama đã viết một lá thư khi nộp đơn xin nhập học trải nghiệm ở đây. Trong thư, Kazama giới thiệu các bạn của mình. Bố rất hiền lành, thân thiện và tốt bụng. Maso nếu tìm được chìa khóa, chắc chắn sẽ đạt được thành công. Nene thì có trí tưởng tượng phong phú, lúc nào cũng nghĩ tới bạn bè. Còn Shin, tuy hơi ngốc nghếch nhưng không bao giờ chịu đầu hàng. Cậu rất hạnh phúc khi có các bạn và luôn mong sẽ được bên nhau mãi mãi. Đám học sinh bắt đầu đẩy kết đội phòng vệ. Đã đến giờ, tất cả vào vị trí. Bên ngoài học viện, mẹ Kazama và gia đình Nohara đang đến đón con. Chắc con trai của mẹ trưởng thành lắm đây. Thấy Shin, bố mẹ đuổi theo. Biết cậu con đang chạy về Kazama, gia đình cổ vũ hết mình. Chichio nhủ chí lắm, mọi người đang cười nhạo Shin và các bạn cơ mà. Chả sao cả, kệ họ đi, miễn là cố gắng hết sức, sống đúng với trái tim mách bảo, thua thì vẫn vui thôi. Chichio thức tỉnh, ngay lập tức gia nhập đường đua. Thấy Chichio vượt qua Kazama, Utsumun bắn phấn liên tục, làm cả đám phải núp vào cái núi. Utsumun sẽ làm bất cứ thứ gì để Kazama giành chiến thắng. Đại ca và các anh em đã đến kịp thời. Đại ca tháo mũ sắt. Ui, đẹp trai thế nhở? Không có gì phải lo, chị Roro đã ở đây với Bo rồi. Chị bé đang giảng đạo cho Sasuga để anh ta không tự tử nữa. Dù vấp ngã như thế nào, các bạn đều vẫn cố gắng. Điều đó đã chạm đến con tim của toàn bộ học sinh. Hãy cố gắng lên. Rất nhanh, họ đã đổi kịp và vượt qua Kazama. Utsumun liên tục chế giễu Chichio. Chichio ôm lấy, làm chúng phát nổ. Utsumun không thể hiểu nổi tại sao mọi người không muốn trở nên ưu tú. Tuổi trẻ là cái quái gì chứ? Những giọt mồ hôi của Shin rơi vào khiến Utsumun bị chập mạch.
Đừng động vào tớ, Kazama bỏ đi, tớ chỉ muốn chúng mình được học chung trường, tại sao cậu lại không hiểu chứ? Một ngày nào đó, chúng ta sẽ chia xa, sẽ có thêm nhiều bạn mới, cậu biết không hả? Tớ không quan tâm, tớ chỉ biết hiện tại mà thôi, nhất định phải chiến thắng. Đến đây, hiệu trưởng mới nhận ra suy nghĩ lệch lạc của mình. Tuổi trẻ phải có sai lầm, để khi nhớ lại mới thấy ngày hôm nay mình đã thật sự trưởng thành. Trận hôm nay hòa, một ngày nào đó khi tớ trở thành con người ưu tú, hãy đấu lại thật công bằng nhé, Shinosuke. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tập phút cuối này. Nếu thấy hay, hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ lớp mình nha. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye!